Đây, xin chào quý vị và các bạn ha. Tôi đang đứng ở đầu đường Võ Nguyên Giáp ở hướng cảng Cái Cui quý vị, dòng xoay nè. Còn đây là đường đi vô cảng. Đây, hôm nay tôi sẽ quay cái cảnh từ từ cái ngã ba này. Đây, tôi sẽ quay từ khúc này vào trung tâm thành phố nha, tới nút giao IC3 để vừa xem đường phố cũng như là biết một số địa điểm cạnh bên đường ha. Rồi mình đo tài lượng coi với tốc độ chạy chậm từ ngã ba này về vào trung tâm thành phố mất bao nhiêu phút nha. Như cái clip trước tôi đã nói về đường Võ Nguyên Giáp quý vị, thì đường này được đầu tư để mà từ trung tâm thành phố ra đi các tỉnh như là Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, mà gọi là đường Nam Sông Hậu đó quý vị. Và cái đoạn từ trung tâm thành phố đến cảng Cái Cui được đầu tư lớn, lộ 2 chiều mà có cái đoạn khoảng cách công viên ở giữa quá là bự, rất là bự để phục vụ cho mở rộng đường phố trong tương lai mà. Đó thì chúng ta đây đi một bên của đường Võ Nguyên Giáp, còn cái hướng ngược lại từ trung tâm thành phố ra thì nó nằm bên kia. Cầu cũng xây cầu đôi luôn, mỗi bên một cây cầu. Tôi đang chạy với tốc độ 30 km/h, chậm lắm. Để chúng ta xem đường mà ha. Cầu Bến Bạ nè. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 3 tháng 3 2018. Ngày nghỉ rảnh rỗi, tôi với đứa con trai đi chơi. Rồi sẵn quay cho quý vị xem nha. Thì cái khúc đường này ngoài phục vụ cho vận chuyển hàng hóa từ trung tâm thành phố ra cả cái Cui thì có khác cái khu đô thị gọi là khu đô thị Nam Cần Thơ đó quý vị. Ngoài ra ở đây có một cái khu công nghiệp tên là khu công nghiệp Sông Hậu. Đó, không phải khu công nghiệp Hưng Phú, lộn, khu công nghiệp Sông Hậu thì ở dưới Hậu Giang. Đây là khu công nghiệp Hưng Phú. Hồi tới cái cổng đó tôi sẽ quay cho quý vị xem. Chúng ta đang ở trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Cần Thơ quý vị. Ở đây xa xa chúng ta sẽ gặp các cái trạm trộn bê tông. Trạm trộn rất nhiều tại vì cái tốc độ xây dựng ở đây từ cầu đường, nhà cửa, khu đô thị nhiều lắm, nên là các chủ đầu tư đặt hẳn các cái trạm trộn gần luôn.
Cần Thơ này thì có nhiều khu dân cư được đầu tư rất là tốt về cơ sở hạ tầng, cũng như là phù hợp để dân ở đó mà, khu đô thị mới á. Nó không phải như các khu đô thị của chỗ Ninh Kiều đó, là khu đô thị cũ. Ở đây cơ sở hạ tầng từ đường xá cầu cống, trường học, bệnh viện, trạm y tế đầy đủ. Nếu ai có nhu cầu đến Cần Thơ thì hãy chọn các khu đô thị này ha. Đây là khu công nghiệp này, đường vào khu công nghiệp nữa quý vị. Khu công nghiệp Hưng Phú ha. Từ khu Nam Cần Thơ này vào trung tâm thành phố thì cũng không cách bao lâu. Chạy cỡ 10 phút là tới. Tương lai cái khu Nam Cần Thơ này sẽ trở thành một quận của thành phố. Thì hiện tại vẫn nằm ở quận Cái Răng, nhưng mà tương lai chắc sẽ tách ra một quận. Đây, chạm trộn bê tông đặt ngay cái sông luôn à, để phục vụ xây cất xây dựng của các khu đô thị nhanh chóng. Chỗ tôi quay chỗ khu công nghiệp Hưng Phú hồi nãy thì bên trái chúng ta là khu dân cư Thiên Lộc, còn đến gần đây chúng ta có cái khu dân cư bên phải là khu dân cư 586. 586 tại vì chủ đầu tư là công ty 586 thì cái tên đó là khu đô thị Phú An à, có cái cổng bên trái luôn. Còn cái cổng chính của khu dân cư mình phải. Khu đô thị Phú An này có thể nói là khu đô thị đầu tiên, gần như là đầu tiên, và có lượng xe cất lớn, rất là lớn. À, đây là trụ sở công ty. Trong cái khu đô thị Phú An này thì có nhiều công ty chọn cái địa điểm để mà mở làm địa điểm kinh doanh nhà ở luôn. Bên trái chúng ta là một cái khu nhà cao tầng Tây Nguyên Plaza, thì đối diện với cái nhà cao tầng này thì chúng ta có một cái bệnh viện nổi tiếng ở Cần Thơ, đó là bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long đó quý vị, chuyên phục vụ chất lượng cao. Nếu bà con nào có tiền và muốn được phục vụ ok thì hãy vô bệnh viện này nha. Qua khỏi cái bệnh viện này chúng ta có một cái đường vô, ở ngoài có cái bảng chữ không có gì quý anh độc lập tự do đó. Thì nơi đây là chỗ cái trụ sở của ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Khu
qua khỏi chỗ này chúng ta có một cái quán cũng khá nổi tiếng, có nhậu quý vị, quán Cỏ nè, quán Cỏ nè. Để phục vụ các món miền Tây, gà dường, gà sao rồi đó, đó. Món đặc sản miền Tây. Chúng ta đã vào gần tới nút giao IC3, nút giao thông quý vị, gọi tắt là nút giao, nó có tên là IC3. Thì đây là đường giao cắt giữa đường Võ Nguyên Giáp với cái đường từ Cà Mau đi lên để qua cầu Cần Thơ. Chỗ này là có mấy khu dân cư luôn, sát trung tâm thành phố luôn. Là bên trái thì có khu dân cư Nam Long, bên phải thì có khu dân cư của công ty 8 và khu dân cư Hưng Phú. À, chỗ này là của công ty xây dựng số 8, khu dân cư. Đây có trụ sở của Mobifone Cần Thơ. Đây khu đô thị mới Hưng Phú nè. Trên đường này có mấy chị bán mít Thái ngon. Đây tại ngoài đường luôn. Thái nào vậy nó. À, nãy giờ từ chỗ đầu đường Võ Nguyên Giáp chúng ta tới nút giao IC3 mới có 13 phút thôi, nhưng mà chạy tốc độ rất chậm. À, đây là một cái nơi rất là lý tưởng để ở ha, cũng như là địa điểm kinh doanh ha. Ai có nhu cầu đến Cần Thơ hãy chọn khu này nha quý vị ơi, khu đô thị mới nha. Chúng ta quẹo phải là lên cầu Thơ nè. Cái cầu cầu vượt ở trên đó là bên trái là từ Sóc Trăng lên, từ Hậu Giang lên, nên phải là đi thẳng lên cầu Thơ luôn, mà khỏi cần qua cái nút giao này, đi trên sông luôn, đi thẳng cầu Thơ luôn. Rồi chúng ta đi dưới và vào trung tâm thành phố. Đó, giờ trung tâm thành phố chúng ta sẽ rẽ chạy quẹo phải lên cầu Quang Trung ha. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đi được 91B về An Giang, rẽ trái là về hướng Cà Mau. Giờ chúng ta vào trung tâm thành phố nha. À, tôi đến quay tới cầu Quang Trung thôi quý vị. Muốn xem chi tiết về các đường trung tâm thành phố thì xin quý vị hãy xem các clip khác nha. Thì ngay chỗ nút giao IC3 này chúng ta có một cái siêu thị là Big C Cần Thơ.
Tại đường này có các quán nhậu bên đường cũng khá là êm. Cây bưởi sáo nè, này tới cầu Quang Trung nè quý vị ơi. Thôi tôi xin kết thúc clip ở đây nha. Qua cầu Quang Trung này chúng ta sẽ vào nội ô của thành phố Quận Ninh Kiều đó quý vị. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị ở cái clip tiếp theo nha. Có yêu cầu gì để tôi quay thêm thì hãy comment phía dưới nha. Muốn ở đâu đó, muốn quay gì đó thì hãy comment dưới để tôi quay thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở cái clip tiếp theo.